Vâng, Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai xin được chào toàn thể các bác. Rất vui lại gặp lại các bác trong một cái buổi video này. Hôm nay thì bên em sẽ review giới thiệu chi tiết tới các bác nhà mình một số các mẫu máy khoan pin bu lông mà bên em đang cung cấp trên thị trường hiện nay. Thì trong cái buổi video này em sẽ review giới thiệu chi tiết tới các bác nhà mình lần lượt từng mã và sẽ báo giá để cho các bác nhà mình được cùng tham khảo và lựa chọn. Khi mà các bác có nhu cầu quan tâm muốn đặt mua cái mã sản phẩm nào thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200, hoặc các bác chỉ cần để lại số điện thoại bằng chữ ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác nhà mình. Khi mà đặt hàng tại Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai thì các bác không cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản tiền trước như những nơi khác. Các bác có địa chỉ, có số điện thoại là các bác sẽ có đơn hàng. Thì hôm nay có rất chi là nhiều các mã máy bu lông pin mà em sẽ review giới thiệu chi tiết tới các bác nhà mình. Em sẽ đi chi tiết qua cho các bác một vòng nhá, để các bác có thể là cùng tham khảo và lựa chọn với những cái mã sản phẩm bu lông pin của ngày hôm nay. Có rất chi là nhiều mã sản phẩm để cho các bác nhà mình được cùng tham khảo và lựa chọn. Mã nào sử dụng cũng đều rất chi là ok. Và ngày hôm nay sẽ có một cái mức giá cực kỳ là ưu đãi tới toàn thể các bác nhà mình. Hai số điện thoại của bên em đây. Đó, các bác mà quan tâm thì hãy alo điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin cho bên em để đặt hàng. Đó, hoặc là các bác cứ để lại số điện thoại ngay dưới cái video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác nhé. Thì em sẽ bắt đầu đi chi tiết tới các bác nhà mình lần lượt từng mã. Một cái mã sản phẩm đầu tiên mà em sẽ chi tiết tới các bác nhà mình, một cái con máy bu lông của Hitachi. Đây, trước tiên này em sẽ giới thiệu tới các bác nhà mình cái con bu lông Hitachi này nhá. Một con máy bu lông pin của Hitachi màu xám cực kỳ là đẹp và chắc chắn như thế này. Cái con này nó sẽ có nguyên bộ sản phẩm như em để trước màn hình đây. Cái bộ này sẽ có bao gồm một thân máy này, hai quả pin và một sạc như thế này. Đó, đây. Máy bu lông pin của Hitachi chạy động cơ từ không chổi than, đầu bu lông 1/2 bu lông rỗng. Các bác vừa có thể là bắn tháo mở bu lông ốc vít. Đấy, chỗ này nó có lỗ lục giác này. Các bác có thể cắm trực tiếp được mũi vít, mũi bắn tôn vào đây để các bác có thể là bắn vít, bắn tôn cực kỳ là ok cho các bác nhà mình. Đấy, con này thì lực xiết của nó sẽ rơi vào tầm 320 đến 330 newton. Máy chạy động cơ từ không chổi than cực kỳ là ok cho các bác luôn. Đó, công tắc sẽ có, phía này nó sẽ có một cái đèn led này, có đảo chiều đây nhá các bác. Đó, và cái con này ấy, thì là các bác sẽ điều chỉnh được cho em là hai chế độ. Đây là chế độ chậm này và đây là chế độ nhanh. Đấy, các bác điều chỉnh ở cái nút phím đỏ này, nó sẽ có cái sự thay đổi ở trên cái đèn báo này nhá, là hai nút tốc độ. Và khi mà các bác đảo chiều máy qua nhá, đấy, đảo chiều máy qua, đấy thì nó sẽ có một cái chế độ tự ngắt để tránh bị đứt ốc này. Khi mà xuất hiện cái đèn tròn màu xanh ở góc này, đấy thì là các bác nhìn thấy là em bóp công tắc là máy nó chạy, nó lại nghỉ này. Đây là cái chế độ tránh bị đứt ốc. Đấy, chế độ như này là chế độ tự ngắt nhá. Nhiều bác mà sử dụng không quen khi mà máy đang ở chế độ này, các bác không biết điều chỉnh, các bác bảo máy lỗi là không phải. Đây là cái chế độ tránh bị đứt ốc. Đấy, nếu như mà các bác không muốn máy nó chạy nghỉ như thế này thì các bác có thể là bấm vào cái nút màu đỏ này, tắt cái đèn tròn màu xanh ở đây đi cho em. Đó, đa số các dòng máy bu lông là chế độ tự ngắt là các bác tùy chỉnh như vậy nhá. Đấy, thì hôm nay với cái mã sản phẩm bu lông pin của Hitachi, nguyên một bộ sản phẩm có đầy đủ bao gồm một thân máy, hai pin và một sạc như này. Con này thì nó sẽ theo cho các bác là hai quả pin 10 cell chân pin phổ thông. Các bác sử dụng cực kỳ là tiện lợi luôn. Lay mai các bác có thể mua thêm thân chuyên vít này hay là thân 13 ly. Đấy, những cái thân máy sử dụng chân pin phổ thông các bác có thể là sử dụng chung với cái quả pin này luôn. Ngày hôm nay thì em sẽ thanh lý mã bu lông Hitachi tới tay cho các bác nhà mình với mức giá là 750.000 đồng các bác nhá. 750.000 đồng thôi, bên em sẽ miễn phí vận chuyển trên toàn quốc về tận nơi. Một bộ bao gồm một thân máy, hai pin và một sạc như này, kèm theo là có hộp đựng máy đầy đủ cho các bác nhà mình như này nhá. Đấy, nguyên bộ sản phẩm như này chỉ với mức giá 750.000 đồng. Các bác comment cho em là máy bu lông Hitachi 750.000 đồng, bên em miễn phí ship. Đó, tiếp theo khi mà các bác mà không mua trọn bộ thì các bác có thể tham khảo cho em phía bên này.
Đó, bên này thì là em sẽ có một số các mẫu thân máy thôi nhá. Đấy, thân máy của bu lông pin. Đấy, các bác có thể là tham khảo những cái mẫu thân máy này. Em sẽ có thân nhỏ và thân to. Đối với những cái thân nhỏ thì các bác có thể là sử dụng bắn những cái con máy bu lông tầm 17 đổ lại cho em. Đây, chẳng hạn như là cái thân này là thân nhỏ này. Cái thân màu đỏ này là thân ke này các bác. Đây, cái thân này màu vàng là của Daiwatt nhá. Hoặc là các bác có thể mua thân của Hitachi. Đây, như là cái Hitachi là nó là nguyên bộ, nhưng mà bên em đang có lẻ một vài cái thân máy như thế này. Đấy, thân như thế này thì sẽ là thân của Hitachi. Các bác có thể lựa chọn một trong ba cái mẫu thân máy này. Đấy, ba cái thân máy này thì nó đều là sử dụng chân pin phổ thông giúp cho em. Đấy, các bác có thể chọn này, màu xám của Hitachi, màu đỏ của Ken hoặc là màu vàng của Daiwatt. Em sẽ thanh lý cho các bác đồng giá nhau luôn để cho các bác nhà mình dễ mua. Với mức giá là 400.000 đồng trên một cái thân máy như này. Đấy, đây là cái thân của Hitachi, em vừa thử máy nguyên bộ cho các bác rồi. Đấy, sử dụng chân pin phổ thông như này, giá thân máy sẽ là 400.000 đồng. Các bác hãy lựa chọn màu xám này là của Hitachi, còn cái màu đỏ này là của Ken này. Em sẽ cho cái thân máy Ken này chạy thử cho các bác tham khảo về cái tốc độ vòng quay của máy luôn. Đó. Đó. Thân máy bu lông Ken sẽ có mức giá là 400.000 đồng cho các bác nhà mình. Cái chức năng của nó sẽ giống như là Hitachi, nhưng mà nó là của Ken thì nó sẽ màu đỏ như này nhá. Hoặc là các bác có thể lựa chọn cho em cái thân máy của Daiwatt. Đấy, thân máy của Daiwatt cũng sử dụng chân pin phổ thông luôn. Giá cho các bác cũng chỉ có 400.000 đồng trên một thân máy thôi. Con nào nó cũng sẽ điều chỉnh được hai nút chế độ và có chế độ tự ngắt đầy đủ cho các bác nhà mình. Nên là các bác cứ yên tâm khi mà sử dụng. Đấy, các bác có thể lựa chọn cho em thân máy bu lông pin Hitachi hoặc thân của Ken hoặc thân của Daiwatt. Các bác lưu ý là một trong ba cái mẫu thân này, hình thức của nó, chức năng của nó, chất lượng của nó là như nhau, nó chỉ khác nhau về tên và màu sắc thôi. Đồng giá nhau cho em là 400.000 đồng trên một thân thôi nhá. Và các bác lưu ý một điều nữa là khi mà các bác đặt mua thân máy thì nó sẽ không có theo pin và theo sạc nha. Đó, bác nào mà chưa có pin, có sạc thì các bác mua nguyên bộ hoặc là mua thêm một quả pin. Đấy, ví dụ như là ngày hôm nay em còn mấy cái quả pin 15C của Hukan như này. Một quả pin 15C của Hukan dòng xả keo, các bác có thể là sử dụng được cho máy mài luôn. Ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho bác với mức giá là 500.000 đồng trên một cái quả pin 15C của Hukan, sử dụng chân pin phổ thông như này cho em nhé. Đấy, các bác có thể lựa chọn pin 15C của Hukan là 500.000. Hoặc các bác có thể là sử dụng những cái quả pin mà giá vừa tiền thôi. Chẳng hạn như những cái quả pin như của cái con bu lông Hitachi như này, những cái quả pin 10C của những con bu lông như này, em sẽ thanh lý các bác giá chỉ có 250 một quả thôi. Đấy, các bác có thể chọn pin 10C như này. Hoặc là pin dòng xả cao thì các bác lấy pin của Hukan, pin 15C sẽ là 500.000 một quả thôi nhá. Tiếp theo thì là bác nào mà có những cái quả pin chân pin phổ thông như này, các bác mà có nhu cầu về cái đế chuyển sạc. Đây là cái đế chuyển sạc điện thoại của Hukan luôn. Em sẽ thanh lý luôn cho bác với mức giá là 180.000. Nó sẽ sử dụng chân pin phổ thông như này. Bác cứ lắp vào những quả pin chân pin phổ thông như này là ok. Nó sẽ có một cái đèn pin ở đây nhá. Và ra hai cái cổng sạc điện thoại cho bác nhà mình. Đấy, các bác mua đế chuyển sạc thì nó sẽ không có kèm theo pin. Chỉ nguyên một cái đế như này thôi sẽ là 180.000 cho các bác nhà mình. Đấy, các bác có thể mang pin đi để khi mà các bác đi chơi hay là đi đâu những cái nơi mà nó không có điện ý, thì các bác có thể là sử dụng cái đế chuyển sạc này để sạc điện thoại cực kỳ là ok cho em nhé. Các bác gọi cho em là đế chuyển sạc của Hukan với mức giá là 180.000 đồng này. Đó, tiếp theo thì là em sẽ chi tiết tới các bác nhà mình một cái thân máy bu lông của Hukan. Đây là cái thân máy bu lông Hukan X9 màu đồ. Cái thân máy này sẽ có một cái mức giá là 1.200.000 đồng, sử dụng chân pin phổ thông và con này lực xiếc của nó lên tới là 650 luton cho em nhé. Đấy, đầu bu lông đặc 1/2 này. Đó, con này nó sẽ điều chỉnh được 3 nút tốc độ luôn nhé. Đấy, các bác điều chỉnh được 3 nút tốc độ nhanh chậm và vừa như này luôn cho em. Đấy, đèn led soi sáng cực kỳ là ok luôn. Giá cho em là thân máy Hukan X9 màu đồ với mức giá là 1.200.000 đồng, đầu bu lông đặc 1/2 cho em. Đó, tiếp theo thì là em sẽ chi tiết tới các bác này ba cái mẫu máy thân máy của bu lông cỡ to, lực xiết lớn để các bác nhà mình có thể là mở được những cái con máy bu lông cỡ trên 20 cho em. Cái thân màu vàng này là của Daiwatt này. Đó, thân màu xanh nam này là của Makita.
và cái thân màu xanh lá này đây sẽ là của Hitachi nha các bác nha. Ba cái mẫu thân máy này thì nó sẽ chức năng giống nhau, chất lượng giống nhau, nó chỉ khác tên và khác màu thôi. Em sẽ quay chi tiết cho các bác về cái thông số này. Đây, cái thông số này nó sẽ đề là 1200 newton. Đó, đây là cái thông số kỹ thuật của máy nhá. Đó, thì nhưng mà nó đề như thế này thôi, nhưng mà các bác xác định là nó chắc nó chỉ tầm độ 500 hoặc 600, 800 gì đấy thôi, chứ nó không đến được đến cái mức 1200 như này các bác nhá. Thì với cái thân máy này nó cực kỳ là nặng luôn. Đấy, thân máy sẽ chạy động cơ từ không than và đầu bu lông đặc 1/2 như này cho em. Đấy, con này nó vẫn sử dụng chân pin phổ thông luôn này. Đây, các bác thấy mạnh chưa ạ? Đó, cái này các bác gọi cho em là thân bu lông Hitachi cỡ lớn nha, màu xanh lá này. Còn đây là thân bu lông của Daiwat cỡ lớn này. Đó, còn màu xanh này là các bác gọi cho em là thân bu lông của Maita, thân cỡ lớn. Giá cho em đồng giá nhau với ba cái mẫu thân máy này, giá của nó sẽ là 950.000 đồng trên một thân máy thôi nhá. Đấy, cái thân này thì nó cực kỳ là to. Đấy, đây là cái dòng thân máy bu lông lực siết lớn để các bác nhà mình có thể là mở được những cái con máy bu lông to. Đấy, những con ốc bu lông tầm trên 20 là các bác có thể là mở vô tư luôn cho em nhé. Các đồng giá nhau cho em là 950.000 đồng trên một thân máy. Đấy, các bác mà chốt cái mã nào với những cái thân máy nhỏ như này 400 thì các bác chỉ mở được ốc bu lông tầm 17 đổ lại, nhưng với ba cái mẫu thân máy to này thì các bác nhà mình sẽ mở được những cái con ốc tầm trên 20. Đó, cực kỳ là ok và tiện ích cho các bác nhà mình luôn. Tiếp theo thì là em sẽ chi tiết sang đến cái phía bên này, nó sẽ có rất là nhiều các mã bu lông để cho các bác nhà mình được cùng tham khảo và lựa chọn. Đây là một cái con máy bu lông pin của Huka này các bác này. Đây, với cái bộ bu lông Huka này nhá, thì cái con này đây, đó, chạy rất chi là êm nha các bác nhá. Đây là bu lông của Hukan F70 nha các bác nhá. Con này là Hukan F70 này. Đấy, các bác nhìn thấy cái thông số kỹ thuật của nó chưa ạ? 350 newton nha các bác nhá. Sử dụng đầu bu lông 1/2 bu lông rỗng như thế này cho em. Kèm theo là nó sẽ có 3 quả pin. Con này thì nó có một pin 10 cell này và hai pin 5 cell như này nhá. Kèm theo là có một cái sạc này. Đấy, nguyên bộ sản phẩm nó sẽ có đầy đủ như này luôn này các bác này. Một sạc, một dây đeo, một khẩu bu lông 22. Đó, và một cái móc treo chìa khóa điện, treo chìa khóa xe như này nữa. Một cái đầu T chuyên vít đi kèm và một tiếp mỡ như này luôn cho em. Con này là con Hukan F70, giá cho các bác nhà mình là 1.700.000 nha các bác nhá. 1.700.000. Hukan F80, bu lông của Hukan F80 sẽ có mức giá là 1.700.000 đồng, máy chạy động cơ từ không chổi than cho em. Và con này nó sẽ điều chỉnh được 3 nút tốc độ này các bác này. Đấy, rất là mạnh luôn nhé. 3 nút tốc độ cho em, giá cho em là 1.700.000. Tiếp theo thì là em sẽ sang cái phía bên này, là một cái con máy bu lông pin của Hukan mã X2 Pro. Đấy, riêng về dòng X2 Pro nhá, cái con này thì nó sẽ có theo phụ kiện, các bác nhìn này. Đấy, các bác nhìn trên màn hình chưa ạ? Đấy, rất là nhiều các phụ kiện này, mũi khoan, mũi vít này, mũi tháp này, đầu khẩu này. Đó, và có cả cái lối giải xích rắc để bắn ốc ở chỗ khó như này luôn cho em. Thì cái con này nó sẽ là đầu bu lông 1/2 bu lông rỗng luôn nhá. Đấy, con này lực siết của nó sẽ là 350 newton. Đó, và cái chân pin của nó sẽ là chân pin như thế này. Đây, nó sẽ kèm theo cho các bác là hai quả pin 10 cell và một thân máy. Kèm theo là có một sạc này và một dây đeo. Đấy, một khẩu mở bu lông 22 này. Đấy, nó sẽ có hai cái mũi khoan khác như này đó nhá. Nguyên bộ sản phẩm nó sẽ đầy đủ như này luôn cho các bác nhà mình, với mức giá là 1.500.000 đồng, máy Hukan X2. Đấy, các bác gọi cho em là bu lông Hukan X2 Pro. Con này logo của nó sẽ dập nổi cực kỳ là đẹp và chắc chắn cho các bác luôn. Giá là 1.500.000 đồng giúp cho em. Tiếp theo là em sẽ sang đến cái phía bên này, nó sẽ là cái con máy Hukan X6 Pro cho các bác nha. Hukan X6 Pro này thì nó sẽ có lực siết này 380 newton cho em nhé. Đấy, một bộ này sẽ có bao gồm một thân máy này, hai quả pin nhá. Đây, đầu máy nó sẽ là bu lông rỗng này. Đây là cái thông số kỹ thuật của máy đây này các bác này.
Con này là con Hukan X6 Pro. Đấy, Hukan X6 Pro sẽ có này, một thân máy, hai pin này. Pin là sẽ sử dụng chân pin phổ thông như này giúp cho em. Kèm theo là có một sạc này, một nọ mỡ này, một khẩu. Đây một dây đeo và một khẩu mở bu lông 22 như này cho em. Đấy, cái này thì các bác gọi cho em là máy Hukan X6 Pro nhá. Đấy, các bác lưu ý khi mà đặt mua cái mã nào thì các bác đọc cho bên em đúng cái tên mã sản phẩm để làm sao mà bên em chốt đơn cho các bác không bị nhầm, không bị sai mã nhé các bác nhé. Tiếp theo thì là em sẽ lên đến cái phía bên này. Nó sẽ là một cái con máy bu lông pin của Daiwat này các bác này. Đó, bu lông pin của Daiwat thì cái con này nó sẽ sử dụng búa rất chi là to. Đấy, thì với cái mã bu lông này, ngày hôm nay là em sẽ tri ân tới các bác nhà mình với mức giá là 1.600.000 đồng. Đây, con này thì cực kỳ là mạnh luôn. Đây là cái dòng sản phẩm bu lông của Daiwat, búa to. Đấy, để các bác có thể là bắn được những cái con ốc bu lông cỡ lớn thì các bác có thể là sở hữu cho em sang cái con máy bu lông của Daiwat này nhá. Con này thì đầu máy của nó sẽ là đầu bu lông 1/2 và bu lông đầu đặc giúp cho em. Thân máy thì sẽ là chạy động cơ từ không chổi than này quá này. Đó, đây là cái thông số kỹ thuật này các bác này. Đây là cái thông số kỹ thuật của máy đây nhá. Đó, các bác nhìn thấy rõ chưa ạ? Đấy, con này là cục bu lông của Daiwat này. Nó sẽ có nguyên bộ như thế này. Nó có hộp đựng máy cho các bác này. Một thân máy này, hai quả pin. Mẫu này thì nó sẽ sử dụng pin là chân pin phổ thông pin 10 cell, một sạc. Đấy, một khẩu 22 và một dây đeo như này luôn cho em. Giá cho các bác là 1.600.000 đồng thôi nhá. Đấy, 1.600.000 đồng là bu lông của Daiwat. Cái mẫu này thì các bác mình có thể là tham khảo Daiwat hoặc là Makita. Đấy, em sẽ có cái bộ Makita đấy nhá. Đây là cái bộ của Makita này các bác này. Bộ Makita là cũng giá là 1.600.000 luôn. Đấy, nó cũng như là Daiwat nhưng mà có điều là Makita thì nó sẽ là màu xanh, còn Daiwat thì sẽ là màu vàng. Đây là cái bộ của Makita này các bác này. Chức năng nhá, và thông số là cũng giống như của Daiwat luôn. Đấy, chỉ có điều là Makita thì nó sẽ là màu xanh như này luôn cho em. Đó, cái bộ bu lông của Makita này thì giá cũng là 1.600.000 luôn. Và vẫn có bao gồm một thân máy này, hai pin, một sạc, một khẩu 22, một dây đeo và một đựng màu xanh kia. Đấy, pin của nó vẫn là theo hai của pin 10 cell chân pin phổ thông cho em. Với cái mã này nhá, mã này mà các bác mà chốt thì các bác gọi cho em là máy bu lông của Makita mã 2022 loại chân pin phổ thông. Đấy, các bác đọc đúng mã như vậy cho em nhé. Giá là 1.600.000. Còn cái con màu vàng này thì các bác gọi cho em là máy bu lông của Daiwat mã 2022 loại chân pin phổ thông cho em. Đấy, bởi vì là mẫu của năm 2022 thì nó sẽ có loại lực này là lực rất lớn, nhưng mà nó sẽ có loại chân pin phổ thông và loại chân pin ba cạnh. Nên là các bác gọi cho em là mẫu chân pin phổ thông nhá. Các bác gọi cho em là máy bu lông của Makita mẫu 2022 hoặc là bu lông của Daiwat mã 2022 nhưng mà loại chân pin phổ thông cho em, đồng giá nhau cho các bác là 1.600.000 đồng trên một bộ. Đấy, các bác có thể lựa chọn màu xanh là của Makita hoặc là màu vàng là của Daiwat nhau nhá. Đồng giá nhau là 1.600.000 thôi. Tiếp theo thì là các bác có thể là tham khảo thêm sang cái phía bên này. Em sẽ có cái con máy bu lông của Hukan. Đây, một cái con máy bu lông pin của Hukan cực kỳ là ok, đẹp và chắc chắn như này luôn cho các bác này. Đó, đây là cái con máy Hukan. Để em xem con này là con mã gì đây ạ. Đây, em sẽ chi tiết cho các bác cái mã này nhá. Con này là bu lông của Hukan. Cái mã này là mã S80 nhá các bác nhá. Đấy, con này mã S80 này. Đây. Đó, con này là mã S80. Lực siết là 420 lu-tơ này các bác này. Đấy, các bác nhìn thấy rõ chưa ạ? Đấy, các bác có thể tham khảo kỹ về cái thông số kỹ thuật của từng máy nhá. Để các bác có thể là lựa chọn cho mình một cái con máy phù hợp nhất. Và với cái con mã Hukan S80 này thì lực siết của nó rất chi là mạnh. Và vẫn bao gồm một bộ có một thân máy, hai quả pin. Đấy, cái này nó sẽ có hai quả pin 10 cell chân pin phổ thông như này cho em nha. Kèm theo có một sạc này, một dây đeo này, một khẩu bỏ bu lông 22, một lọ mỡ máy và một cái móc treo chìa khóa rất chi là đẹp như này luôn cho em. Đó, mã Hukan S80 sẽ có mức giá là 1.800.000 đồng thôi nhá. 1.800.000 đồng.
đó, cực kỳ là đẹp và chắc chắn cho các bác nhà mình luôn. Các bác gọi cho em là bu lông của Hukan mã S80 cho em. Tiếp theo thì là em sẽ chi tiết tới các bác cái mã này thì là một cái con máy bu lông của Hukan, cái loại lực siết cực lớn để cho các bác nhà mình có thể là mỏ được những cái con ốc bu lông cỡ to nha. Đó, đây là con máy Hukan X9 vào đồ. Con này thì nó sẽ có này, một thân máy này, đó. Thân máy sẽ là logo Hukan dập lỗ như này giúp cho em nha. Đó, đầu bu lông đặc này, bu lông 1/2 bu lông đầu đặc. Con này lực siết của nó sẽ là lên tới 650 Newton. Bộ này có một thân máy này, hai pin nha. Một pin trong máy và một pin dự phòng như này cho em. Hai pin đều là sử dụng chân pin phổ thông, rất chi là tiện luôn các bác nhá. Kèm theo có một sạc này, một dây đeo này, một lọ mỡ máy như này luôn nhá. Đấy, đây là phụ kiện đi theo của cái con máy Hukan X9 Pro. Đó, con này thì sẽ có mức giá là 2.300.000 đồng, lực siết cực mạnh luôn, 650 Newton, các bác có thể là bắn được những cái ốc bu lông tầm trên 20, rất chi là ok luôn các bác nhá. Đó, giá cho em là 2.300.000. Các bác gọi cho em là máy Hukan X9 Pro nhá. Tiếp theo là em sẽ sang đến cái phía bên kia. Đấy, bên kia thì nó còn rất là nhiều các mẫu nữa này, để em sẽ chi tiết tới các bác lần lượt luôn. Bên này sẽ là cái mẫu bu lông của, đây, dòng sản phẩm bu lông của Đất Tông các bác nhá. Đây, bu lông pin của Đất Tông này và Đài Watt này. Em sẽ chi tiết cho các bác cái bộ của Đất Tông này luôn. Đây, đây là dòng bu lông pin của Đất Tông. Con này nó sẽ sử dụng là đầu bu lông đặc, bu lông 1/2 và logo dập đổ như này luôn cho em. Đây, cái thông số kỹ thuật của máy, cái con này thì nó ghi rất chi là nhỏ, khó nhìn nhau anh nha. Đây các bác chịu khó một chút này. Đó, cái con này nó rơi vào tầm 350 hoặc là 380 Newton gì đó. Chữ nó rất chi là nhỏ. Thì đây là máy bu lông của Đất Tông. Đây các bác có thể là nhìn kỹ cho em về cái thông số kỹ thuật của máy nha. Đó, vì là cái thông số này nó hơi nhỏ nên là các bác có thể là chịu khó nhìn. Đấy, mình phải nhìn kỹ thì mới thấy này. Đây, cái thông số kỹ thuật của con máy bu lông. Đấy, bu lông Đất Tông nha các bác nha. Đây là thông số kỹ thuật. Thì với cái sản phẩm bu lông pin của Đất Tông sẽ có mức giá là 1.950.000, là sẽ có một thân máy này, một pin như này nhá. Đấy, pin đấy này, còn có đèn báo pin ở đây luôn. Đó, mạnh luôn này, điều chỉnh được 3 lít tốc độ nha các bác nhá. Đấy, cái đèn led của nó sẽ ở đây. Kèm theo là có một sạc này. Đó, các bác mà mua lẻ một cái sạc của Đất Tông như này giá sẽ là 250.000 nhá. Còn quả pin này mua lẻ ra thì sẽ là 700.000 một quả. Còn các bác chỉ mua thân máy thôi thì sẽ là 1.150.000. Còn nguyên bộ này sẽ là 1.950.000, là được tặng thêm một đầu chuyển vít, là sẽ có một thân máy, một pin và một sạc. Đây là dòng sản phẩm bu lông pin của Đất Tông. Tiếp theo thì là em sẽ chi tiết sang bên này thì sẽ là máy bu lông của Đài Watt này. Đây, con này là con máy bu lông của Đài Watt. Bộ này sẽ có mức giá là 1.150.000. Nó sẽ có bao gồm đầy đủ này, một thân máy, hai pin và một sạc như này, một khẩu 22 này, một dây đeo và một đựng đây coi nhá. Con này thì nó sẽ sử dụng chân pin ba cạnh như này cho em. Đây, sạc sẽ là sạc bán như này nhá. Em sẽ cho máy chạy thử này. Đó, mẫu mã rất chi là đẹp luôn cho em nhá. Đây là con máy bu lông của Đài Watt này. Đó, bu lông của Đài Watt này các bác có thể là tham khảo qua về cái thông số kỹ thuật của máy nha. Cái này thì các bác gọi cho em là bu lông của Đài Watt. Cái này các bác gọi cho em là bu lông của Đài Watt mã 2021 nhá các bác nhá. Giá cho em là 1.150.000. Đó, nó sẽ có nguyên bộ đầy đủ như này. Đầu máy nó vẫn là đầu bu lông rỗng, bu lông 1/2 nhá. Bu lông là kiêm vít kiêm tôn luôn. Và con này nó sẽ có 3 đèn này. Đấy, con này nó sẽ có 3 đèn luôn. Giá cho em là 1.150.000. Đó, tiếp theo thì là em sẽ sang cái phía bên này. Sẽ là dòng sản phẩm bu lông pin của Lavara. Đó, một cái con máy bu lông cực kỳ là đẹp và chắc chắn cho các bác nhà mình. Sản phẩm của Lavara thì nó là một cái con máy bu lông lực siết lớn nhá, để cho các bác nhà mình có thể là bắn được những cái bu lông và những con ốc bu lông cỡ lớn.
Đó, cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn này các bác nhìn này. Đó, các bác nhìn thấy được chưa? Cực kỳ là ok luôn. Với cái mã sản phẩm này thì các bác cứ bắn những cái con ốc trên 20 là ngon lành cành đào luôn cho em nhá. Giá cho em là 2 triệu nhá. Đây. Bộ này sẽ có này, một thân máy, hai pin và một sạc cho em. Pin sẽ là pin 3 cạnh, pin châu 10 cell cho em. Kèm theo một dây đeo một khẩu 22 như này nhá. Con này nó sẽ sử dụng là đầu bu lông đặc bu đông 1/2, lực siết cực mạnh nhá. Lực siết lên tới là 880 Newton luôn này các bác này. Đó, đây là con bu lông của Lavada chạy động cơ từ không chổi than. Kèm theo một cái hộp đựng máy phía sau này này. Giá cho em là 2 triệu. Các bác gọi cho em là máy bu lông của Lavada. Đó, bu lông của Lavada sẽ có mức giá là 2 triệu nhá các bác nhá. Đấy, 2 triệu là các bác sẽ được miễn phí ship luôn. Tiếp theo thì là em sẽ chi tiết sang đến cái phía bên này. Nó sẽ có cái con máy bu lông của Hukan X1 Pro. Đấy, ngày hôm nay thì bên em sẽ thanh lý mã bu lông của Hukan X1 Pro cho các bác nhà mình với mức giá là 1.400.000 đồng được miễn phí ship này các bác này. Đấy, bu lông của Hukan X1 Pro, cái bộ này sẽ có mức giá là 1.400.000 đồng. Riêng cái mã Hukan X1 Pro ngày hôm nay em sẽ có một cái chương trình tặng cho các bác một cái phần quà rất là có giá trị. Riêng cái con Hukan X1 Pro này nhá. Đây, con này nó sẽ có nguyên bộ này, một thân máy, hai pin, một sạc. Đó, kèm theo là một khẩu 22 này. Đó. Cái mã này hôm nay em thanh lý các bác giá là 1.400.000 nhá. 1.400.000. Con này lực siết này. Đây. Con này lực siết của nó sẽ là 330 Newton nhá các bác nhá. Lực siết 330 Newton, giá cho em là 1.400.000. Đấy, con này nó có một cái ưu điểm thì cái quả bướu của nó rất là to. Đấy. Bu lông rỗng nha, bu lông 1/2, bu lông rỗng và nó có một cái chốt dự bi ở đây, nó sẽ ngậm con vít cực kỳ là sâu. Đó, giá cho em sẽ là 1.400.000. Là con này thì nó điều chỉnh được hai tốc nhá, hai tốc độ máy không than, đèn led này. Và có theo hai pin là một pin 15 cell và một pin 10 cell như này, một sạc. Và hôm nay em sẽ tặng cho các bác là một cái bộ khẩu 12 chi tiết như này. Đó, khi mà các bác chốt máy bu lông của Hukan X1 Pro, riêng cái mã bu lông của Hukan X1 Pro hôm nay các bác sẽ được tặng cái phần quà này, còn những cái mã khác thì là sẽ không có nhá. Còn bác nào mà không có nhu cầu khẩu thì các bác có thể là yêu cầu đổi quà sang những cái bộ đầu chuyển. Đấy, các bác muốn tặng quà như nào thì các bác cứ báo bên em. Riêng cái mã Hukan X1 Pro là ngày hôm nay bên em có một cái chương trình tri ân cực kỳ là ok cho các bác luôn. Đó. Và tiếp theo một cái mã này nữa sẽ là cái con máy bu lông của Makita mã BL. Đấy, con này thì nó cực kỳ là ok luôn. Giá của nó sẽ là 1.150.000. Đó. Đây. Rất chi là mạnh nha. Con này thì nó sẽ chạy là động cơ từ không than và đầu bu lông là bu lông 1/2, bu lông rỗng cho em nhá. Giá cho em là 1.150.000. Và đây là cái thông số kỹ thuật của máy. Bộ này vẫn là có này, một thân máy, hai pin và một sạc, một khẩu 22, một dây đeo và một hộp đựng. Đấy, cái hộp đựng này các bác nhìn thấy cái hộp đựng chưa? Đấy, cái hộp đựng của nó cũng đã rất chi là đẹp và chắc chắn luôn rồi. Đấy, thì con này nó sẽ sử dụng là chân pin 3 cạnh như này cho em nhé. Đấy, các bác gọi cho em là máy bu lông của Hukan. À, em xin lỗi, bu lông của Makita mã BL. Đó, giá cho em là 1.150.000. Đó, còn bác nào mà có nhu cầu pin sạc thì các bác có thể mua thêm. Chẳng hạn như là một cái sạc 10 cell. Đấy, hàng chân pin phổ thông sạc đen như này giá cho em sẽ là 120 nhá. Hoặc là sạc của Hukan. Đấy, sạc 10 xe chân pin phổ thông sạc vàng của Hukan chính hãng như này. Em sẽ thanh lý các bác giá 200 ngàn. Đó. Ngày hôm nay thì là em cũng đã chi tiết tới các bác nhà mình rất là nhiều các mã máy bu lông. Các bác có thể là tham khảo và lựa chọn. Các bác có nhu cầu đặt cái mã nào thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai nhé. Đó, hai đầu số đặt hàng đây ạ. Đây là hai đầu số điện thoại để các bác có thể là liên hệ để đặt hàng nhé. Đó. Em sẽ quay qua một lượt nữa để cho các bác có thể là nắm rõ được những cái mã bu lông trong cái buổi video ngày hôm nay. Các bác mà có nhu cầu đặt cái mã nào thì hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp bên em. Đó, ngoài ra thì là ngày hôm nay em sẽ chi tiết tới các bác một cái con máy mài. Đây, hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác cái con máy mài một tấc này nhá. Đây này các bác này. Máy mài một tấc hãng Kimco Laki. Bộ này nó sẽ có bao gồm này, một máy này. Đây,
một máy nhá, một ốp bảo vệ này, một tay cầm này và tay mở lưỡi. Đó, nó sẽ có đầy đủ bộ cho các bác. Ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho bác giá là 350.000 và tặng kèm cho các bác một cái lưỡi cắt gạch đa năng trị giá 50.000. Đây là cái con máy cắt cầm tay của Kimco Laki. Các bác gọi cho em là máy mài chuôi dài màu đỏ cho em giá thanh lý 350.000 miễn phí ship và còn tặng thêm cái phần quà trị giá 50.000 như này. Con này nó sẽ sử dụng chổi than ở bên ngoài cực kỳ là ok và tiện ích cho các bác nhà mình nhá. Rất chi là dễ sử dụng này. Chổi than bên ngoài các bác có thể là tự thay than và máy một tốc. Các bác sẽ sử dụng lưỡi cắt hoặc là lưỡi mài phi 100. Đó, công suất của máy sẽ là 900W. Giá thanh lý cho em là 350.000. Các bác gọi cho em là máy mài chuôi dài màu đỏ, giá thanh lý 350.000 miễn phí ship. Đấy, các bác mà có máy cắt rồi, các bác mà có nhu cầu muốn mua thêm lam xích thì các bác có thể liên hệ để đi thêm đơn. Như một cái đĩa xích tròn như thế này thì giá cho các bác sẽ là 70.000, không được bao ship. Nhưng mà khi mà các bác đi chung với máy mài thì em sẽ hỗ trợ miễn phí ship cho các bác luôn để các bác đi chung đơn nhá. Hoặc các bác có nhu cầu những cái bộ lam xích như này, em sẽ có cái bộ lam xích 12 inch này, giá thanh lý cho các bác là 180.000. Các bác về các bác lắp vào những cái con máy mài một tấc, phụ kiện đi theo này các bác này. Đó, một lam này, có cả xích nhá. Đây, lam xích này. Bộ lam 12 inch nên cái lam này nó sẽ dài 34cm. Có cả lọ đựng dầu này, lá gió này. Đấy, và tay cầm đầy đủ như thế này, giá chỉ có là 180.000. Đấy. Và bên em thì có rất là nhiều các dòng sản phẩm điện máy. Các bác mà quan tâm thì các bác hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để đón xem những cái video tiếp theo của bên em nhé. Bây giờ thì em xin được kết thúc tạm dừng video. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.